Thanh Nhẫn rất vui được gặp lại quý vị khán giả trên kênh Tin Lòng Đất Việt, với mong muốn là một kênh truyền thông sẽ cập nhật cho toàn thể quý vị khán giả khắp nơi trên thế giới những tin tức nóng nhất, chính xác nhất trong 24 giờ qua. Và sau đây là nội dung chi tiết ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ca nhiễm biến chủng Omicron tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục tăng. Nguy cơ Omicron và các biến thể khác lây lan trên diện rộng. Số ca mắc mới tăng cao, Nam Định lập thêm bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19. Đà Nẵng gần chạm mốc 1.000 F0 trong ngày, hơn 60% ca cộng đồng. Doanh nghiệp duy nhất ở Việt Nam được cấp phép sản xuất thuốc Monopiravir trị COVID-19. Vừa rồi là phần điểm qua những tin chính có trong chương trình. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Ca nhiễm biến chủng Omicron tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục tăng. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện thêm tổng cộng 68 ca nhiễm biến chủng Omicron, trong đó 65 ca nhập cảnh và 3 ca cộng đồng. Đó là thông tin do đại diện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tại buổi họp báo định kỳ của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 20 tháng 1. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong số 68 ca nhiễm Omicron tính đến nay, số này đã thống kê được 3 ca lây nhiễm từ cộng đồng. Các ca nhiễm biến chủng Omicron này gồm ông K, 35 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, bà H, nữ, 46 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, bà T, nữ, 31 tuổi, quận 11. Các giả thiết nguồn lây được phân tích và sẽ được thông tin sớm nhất. Theo Chánh Văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, ngành y tế và cơ quan chức năng đã làm tròn trách nhiệm trong phát hiện sớm ca nghi ngờ mắc biến chủng mới. Đồng thời, các kế hoạch truy vết khoanh vùng dập dịch với trường hợp nhiễm mới cũng đang được tiến hành. Cũng tại buổi họp báo, ông Trịnh Duy Trọng, trưởng phòng chính trị tư tưởng thuộc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dù các diễn biến lây nhiễm chủng Omicron đang diễn biến phức tạp, nhưng sở này chưa có kế hoạch thay đổi cho học sinh đến trường. Trước mắt, Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với Sở Y tế thành phố để theo dõi, đánh giá, chủ động tham mưu về phương án dạy và học, quan điểm là an toàn đến đâu, mở đến đó. Trong đó, các trường học đáp ứng điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch sẽ mở cửa trước để đón học sinh. Đón Tết bằng 5K, đừng kỳ thị người về quê. Thưa quý vị, chỉ còn gần 2 tuần nữa đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, người lao động bắt đầu kế hoạch trở về quê nghỉ Tết. Lo ngại vùng dịch, nhiều địa phương vận động, viết thư ngỏ kêu gọi người dân không về quê nếu không cần thiết, hay yêu cầu cách ly tại nhà như một số địa bàn ở Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Sơn La, Quảng Nam, Yên Bái, Hưng Yên. Việc mỗi nơi một kiểu đang gây khó khăn cho người dân, đặc biệt là những người lao động xa quê chỉ mong trở về bên gia đình vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Với người dân đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, nhiều người đều cảm thấy khó hiểu với những quy định mà quê mình đưa ra. Quê ở thành phố Thanh Hóa, nơi có thư ngỏ kêu gọi người dân tạm thời không trở về quê nếu không thực sự cần thiết. Chị Trần Thị Thanh, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, hiện đang là khu vực cấp độ 3, cho biết do dịch bệnh nên cả năm qua gia đình chị không thể về quê thăm bố mẹ được. Chính vì vậy không có lý do gì mà Tết lại không về. Chị Thanh nói, những người ở nước ngoài về đã xét nghiệm âm tính, tiêm đủ mũi vaccine cũng chỉ cách ly 3 ngày. Vậy mà người dân trong nước đã tiêm đủ mũi, xét nghiệm âm tính lại phải cách ly tại nhà 7 ngày. Như vậy là không nhất quán. Theo chị Thanh, tình hình dịch còn diễn biến phức tạp. Điều địa phương cần làm là yêu cầu người dân về quê thực hiện nghiêm 5K chứ không phải kỳ thị. Chị cũng cho rằng chính phủ nên có chỉ đạo thống nhất với mọi tỉnh thành điều kiện về quê ăn Tết. Anh Nguyễn Văn Bình, trú tại quận Nam Từ Liêm, quê tại Hưng Yên, nói không hiểu tại sao các địa phương lại ra quy định như vậy. Theo anh, chính phủ đã ra nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, hiệu quả với dịch COVID-19, trong đó nới lỏng tất cả các hoạt động, kể cả đi lại, kiểm soát rủi ro, vì vậy địa phương không thể ngăn sông cấm chợ được. Việc vận động hay ra quy định là làm khó người dân về quê dịp Tết.
Liên quan đến vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho hay, việc cách ly xét nghiệm đối với người từ địa phương khác về thì Bộ Y tế đã có quy định cụ thể. Theo đó, không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân, chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ như sốt, ho, khó thở hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3. Ông Trần Đắc Phu nêu ý kiến, tại Hà Nội không có địa bàn nào ở cấp độ 4, Hà Nội đi lại giữa các vùng bình thường, sao các nơi lại lo lắng kỳ thị. Ông cho biết, ngay với Hà Nội, dù số ca nhiễm cao nhưng cũng là nơi có tỷ lệ bao phủ vaccine cao, tỷ lệ ca mắc chủ yếu nhẹ. Vì vậy, các địa phương tuyệt đối không nên lo lắng kỳ thị và cần tạo điều kiện cho người dân lao động ở các thành phố lớn về quê ăn Tết. Song ông cũng lưu ý, trong thời gian về quê ăn Tết, người dân không nên lơ là các biện pháp phòng bệnh, phải thực hiện tốt 5K mọi chỗ, mọi nơi, xem bản thân mình có an toàn để về quê hay không, được đi lại hay không, lựa chọn phương tiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Ngoài ra hạn chế tiếp xúc với đám đông, đi nhiều nơi không cần thiết, không tổ chức các hoạt động đông người không cần thiết, không tổ chức ăn uống linh đình, hạn chế thăm nom tụ tập. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu cho biết thêm, Hà Nội vẫn đang kiểm soát được dịch, số ca nhiễm có tăng nhưng chủ yếu ca nhẹ, ca nặng và tử vong thấp. Kịch bản Hà Nội đang triển khai là hợp lý. Tuy vậy, dịch còn diễn biến phức tạp, khó lường, người dân không được lơ là, chủ quan vì Hà Nội là địa bàn nguy cơ cao, cần chú ý phòng dịch trước, trong và sau Tết, tránh tụ tập đông người, thực hiện tốt 5K. Đà Nẵng gần chạm mốc 1.000 F0 trong ngày, hơn 60% ca cộng đồng. Thưa quý vị, chiều ngày 20 tháng 1, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cho biết trong ngày thành phố ghi nhận 983 người mắc COVID-19, trong đó có đến 630 ca chưa cách ly, 49 ca cách ly tập trung, 285 ca cách ly tại nhà, 19 ca trong khu phong tỏa. Trong số 630 ca chưa cách ly, có 369 ca tự đến các bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế khám bệnh, xét nghiệm, 215 ca test nhanh dương tính được các trạm y tế phường, xã lấy mẫu, 25 ca xét nghiệm định kỳ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và 12 ca về từ ngoại tỉnh. Đáng chú ý, trong số các ca cộng đồng, có 7 ca lấy mẫu tiểu thương ở các chợ mới, chợ Non Nước, chợ Nam Ô, chợ Mỹ An, chợ Quán Hộ và 2 ca là lực lượng phòng chống dịch, xét nghiệm định kỳ. Theo ngành y tế, 829 trên 983 ca mắc COVID-19 trong ngày có khả năng lây cho cộng đồng, tập trung ở một số địa phương như Sơn Trà 169 ca, Liên Chiểu 166 ca, Thanh Khê 145 ca, Hải Châu 125 ca, Cẩm Lệ 123 ca, Ngũ Hành Sơn 53 ca, Hòa Vang 48 ca. Trong ngày, lực lượng chuyên môn xét nghiệm 13.266 lượt người, trong đó xét nghiệm bằng phương pháp real-time PCR là 8.394 lượt, test nhanh 4.917 lượt người. Đến nay, thành phố đã tiêm 2.137.799 mũi vaccine ngừa COVID-19, trong đó tiêm mũi 1 cho 980.371 người, mũi 2 cho 959.476 người và mũi 3 cho 198.952 người. Hiện thành phố có 272 khu vực phong tỏa với 991 hộ, 3.844 nhân khẩu, duy trì 8 cơ sở cách ly tập trung, thực hiện cách ly 539 người. Liên quan đến tình hình dịch, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng ban hành công văn thống nhất áp dụng thời gian thiết lập vùng cách ly y tế, khu vực phong tỏa tối thiểu 7 ngày kể từ ngày ghi nhận ca mắc COVID-19 cuối cùng chưa được cách ly trước đó của khu vực, tùy theo diễn biến tình hình dịch mà thời gian phong tỏa có thể kéo dài hơn. Sau 7 ngày dựa vào diễn biến tình hình dịch để đánh giá lại nguy cơ, nếu hết nguy cơ hoặc nguy cơ lây lan cộng đồng thấp thì kết thúc phong tỏa hoặc thu hẹp phạm vi phong tỏa ở mức gọn nhất, chỉ khu trú ở một số hộ gia đình xung quanh ca mắc mới. Nếu nguy cơ lây lan cao thì tiếp tục kéo dài thời gian phong tỏa. Trường hợp khu vực phong tỏa có dưới 95% người trong độ tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19 theo quy định được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 thì thời gian thiết lập phong tỏa ít nhất 14 ngày. Số ca mắc mới tăng cao, Nam Định lập thêm bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19.
Thưa quý vị, ngày 19 tháng 1, Nam Định tiếp tục đạt đỉnh về số ca F0 mắc mới trong ngày với số lượng F0 mới là 274 người. Trong đợt dịch mới tính từ ngày 5 tháng 7 với ca mắc đầu tiên ở huyện Trực Ninh, hiện Nam Định đã có 6.973 ca mắc, trong đó có tới 3.222 ca trong cộng đồng. Đáng chú ý là diễn biến của đợt dịch này tại Nam Định có tốc độ tăng rất mạnh. Cụ thể, tháng 11 năm 2021, bình quân mỗi ngày tỉnh Nam Định có 40 ca mắc mới. Tháng 12 năm 2021 tăng lên bình quân 62 ca trên ngày, thì nửa đầu tháng 1 tăng vọt lên bình quân 176,5 ca trên ngày. Đặc biệt, chỉ trong 7 ngày gần đây, tỉnh Nam Định ghi nhận tới 1.585 ca mắc mới, đạt bình quân 226 ca mắc mới trên ngày. Điểm khó của Nam Định là hiện nay đang có trên 1.400 người bệnh COVID-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế, lấp kín dung lượng có thể điều trị của tỉnh này. Trong khi đó, các cơ sở điều trị COVID-19 tuyến trên như Hà Nội hầu hết đều quá tải, khó có thể hỗ trợ Nam Định tiếp nhận bệnh nhân. Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị vừa chỉ đạo thành lập bệnh viện dã chiến để thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19. Cụ thể, ngày 18 tháng 1, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã ban hành quyết định sử dụng Trung tâm Huấn luyện Dự bị Động viên thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định, địa chỉ tại xã Nghi An, huyện Nam Trực để thành lập cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19. Cơ sở này có dung lượng 350 giường bệnh do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định phụ trách chuyên môn. Theo quan sát của phóng viên, ngay sau khi có quyết định hoạt động, cơ sở này đã khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt thiết bị y tế và hiện đã bắt đầu hoạt động. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cũng ban hành quyết định chính thức tiến hành điều trị cho các F0 nhẹ tại nhà. Đẩy mạnh tốc độ tiêm vaccine để phủ mũi 2 toàn tỉnh vào đầu năm 2022. Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh Nam Định, thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định, tình hình dịch tại thành phố này đang tiếp tục diễn biến ở mức độ báo động. Theo đó, chỉ riêng trong đợt dịch mới tại tỉnh Nam Định, tính từ mùng 5 tháng 7 đến nay, thành phố Nam Định dù bùng phát dịch muộn sau một số địa phương nhưng lại có tới 1.561 ca mắc, cao nhất trong 10 huyện, thành phố của Nam Định và bằng gần 25% số ca F0 của toàn tỉnh Nam Định. Đến ngày 20 tháng 1, tỉnh Nam Định có tổng số 6.973 ca F0 trong đợt dịch mới. Tính đến ngày 19 tháng 1, thành phố đã thiết lập trên 260 vùng cách ly y tế, trong đó đang thiết lập 40 vùng cách ly trên địa bàn 24 phường xã với số hộ trong vùng đang cách ly phong tỏa là 211 hộ, gồm 612 người. Thông tin với báo chí, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định Phạm Duy Hưng cho biết, từ ngày 15 tháng 1, thành phố Nam Định đã triển khai điều trị tại nhà cho trên 30 F0 nhẹ không triệu chứng. Để người dân yên tâm điều trị tại nhà, cũng như để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bệnh nhân, thành phố đã cử nhân viên y tế theo dõi sát quá trình điều trị. Ngoài ra còn bố trí các tổ chức đoàn thể tại địa bàn hỗ trợ bệnh nhân và gia đình trong quá trình cách ly, chữa bệnh tại nhà. Ông Phạm Duy Hưng thông tin. Đặc biệt, chúng tôi đã thành lập các trạm y tế lưu động, đội phản ứng nhanh và luôn tiếp nhận điện thoại của người bệnh 24/24 để đảm bảo khi có bất kỳ sự cố nào đều có thể xử lý kịp thời. Nguy cơ Omicron và các biến thể khác lây lan trên diện rộng. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 1, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Theo báo cáo của Bộ Y tế năm 2021, dịch diễn biến phức tạp, đặc biệt đợt dịch thứ tư với biến thể Delta thâm nhập sâu rộng trong cộng đồng, đặc biệt là các tỉnh phía Nam, vượt xa năng lực hiện hữu của hệ thống y tế các địa phương này. Số ca nhiễm, đặc biệt là cần chăm sóc y tế tăng vọt trong thời gian rất ngắn, tạo ra áp lực lên hệ thống cung cấp dịch vụ y tế, gây ra tình trạng quá tải, thậm chí khủng hoảng y tế cục bộ ở một số thời điểm. Số ca nhiễm và tử vong trên triệu dân dù tăng nhanh so với năm 2020, nhưng vẫn được kiềm giữ ở mức trung bình thấp so với toàn cầu. Theo thống kê sơ bộ, số ca tử vong đã giảm từ khoảng 300 đến 350 ca trên ngày thời kỳ đỉnh dịch xuống còn trên 200 ca trên ngày, chủ yếu là những người mắc bệnh nền, người già, trong đó phần lớn trên 70% là người chưa tiêm vaccine. Tại thành phố Hồ Chí Minh, có 85% trường hợp tử vong là chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine.
Tương tự tại Hà Nội, trong 9 tháng qua, thành phố có hơn 570 ca tử vong, trong đó 85-87% số tử vong là người già, người có bệnh nền, người chưa tiêm. Số ca bệnh nặng giảm sâu, giảm đến 2/3 so với thời kỳ đỉnh dịch tháng 8-9 năm 2021. So với thời kỳ đỉnh dịch, tử vong đã giảm song vẫn ở mức cao. Bộ Y tế đánh giá nguy cơ biến chủng Omicron lây lan trên diện rộng là rất cao. Trong thời gian tới, các tỉnh, thành phố có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, kể cả do biến chủng Omicron, thậm chí sẽ có những biến thể mới khác. Bộ Y tế nhận định, trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 ở nước ta, xác định vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng của vaccine, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã đặc biệt quan tâm và chỉ đạo mua, nhập khẩu, thực hiện ngoại giao vaccine và tổ chức tiêm vaccine cho người dân nhanh nhất, nhiều nhất có thể, tiêm vaccine miễn phí cho người dân và người nước ngoài sinh sống, cư trú, làm việc tại Việt Nam. Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, ngành y tế đã chủ động tham mưu, đề xuất và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, vừa làm vừa rút kinh nghiệm trên cơ sở thực tiễn, nỗ lực hết sức trong điều kiện năng lực, nguồn lực của hệ thống y tế còn hạn chế, ngày càng thể hiện rõ năng lực, phẩm chất cao quý của mình, đã đảm nhiệm vai trò chủ lực then chốt của các ngành, các cấp, triển khai thực hiện ngày càng có hiệu quả các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch. Toàn ngành huy động hơn 25.000 chuyên gia, cán bộ y tế, bác sĩ, sinh viên các trường y dược hỗ trợ các địa phương. Đã có hàng nghìn cán bộ y tế thường xuyên, ngày đêm quả cảm nơi tuyến đầu, đối diện hiểm nguy tính mạng, sức khỏe và cũng có không ít đồng chí đã hy sinh để quyết tâm bảo vệ, chăm lo tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Chính phủ đã thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19 theo quyết định số 799 ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, thành lập Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine với nhiệm vụ xúc tiến, vận động viện trợ vaccine, thuốc điều trị và vật phẩm y tế cho phòng chống dịch COVID-19. Cho đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận 209 triệu liều vaccine phòng COVID-19 từ các nguồn mua, viện trợ, tài trợ, đạt mục tiêu của Nghị quyết 21 của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine năm 2021 đã phân bổ 187,6 triệu liều, còn khoảng 22 triệu liều mới được tiếp nhận, cần tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng, xuất xưởng vaccine. Đã kịp thời phân bổ vaccine theo địa bàn trọng điểm là những nơi đang có dịch bùng phát mạnh, nguy cơ bùng phát cao, nhiều khu công nghiệp, giao thông huyết mạch, ưu tiên cho các đối tượng người già, người có nguy cơ cao, mở rộng chỉ định tiêm cho một số đối tượng phụ nữ mang thai trên 13 tuần, trẻ em, mở rộng mạng lưới tiêm chủng bao gồm cố định và lưu động. Trong thời gian ngắn, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 của Việt Nam gia tăng nhanh chóng. Các địa phương, đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để nhanh chóng đạt được độ bao phủ mũi 1, trả mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Về triển khai tiêm chủng cho đối tượng từ 12 đến 17 tuổi, đến nay cả nước đã tiêm được 14.669.647 liều vaccine, trong đó có 8.108.131 liều mũi 1 và 6.561.516 liều mũi 2. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 91% và tỷ lệ bao phủ hai liều là 73,7% cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Đã có 35 tỉnh, thành phố đã cơ bản bao phủ đủ liều cơ bản cho nhóm tuổi này. Đến nay, Việt Nam đã đạt trên 70% dân số được tiêm đủ liều cơ bản. So với mục tiêu Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo, Việt Nam đã về đích trước 6 tháng. Dự kiến Việt Nam sẽ hoàn thành tiêm phủ mũi 3 vào cuối tháng 1 năm 2022. Về việc tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị và sẽ triển khai theo khuyến cáo về mặt khoa học, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Y bác sĩ xuống đường đòi lương, đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ 10,2 tỷ đồng. Thưa quý vị, Bộ Y tế mới đây tiếp tục có công văn lần 2 gửi Bộ Tài chính về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên cho Bệnh viện Tuệ Tĩnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để hỗ trợ chi trả lương. Theo đó, trên cơ sở đề xuất của Bệnh viện Tuệ Tĩnh tại công văn số 816, Bộ Y tế đã có công văn số 10328 đề nghị Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ cho bệnh viện 10,2 tỷ đồng để hỗ trợ chi lương, chi hoạt động thường xuyên cho bệnh viện do tác động của dịch COVID-19. Kết thúc năm tài chính, Bộ Y tế sẽ có trách nhiệm xét duyệt, thẩm định quyết toán năm 2021 của bệnh viện. Cụ thể, trường hợp số bổ sung dự toán trong năm 2021 để hỗ trợ chi thường xuyên cho bệnh viện còn thiếu,
Bộ Y tế sẽ đề xuất ngân sách nhà nước bổ sung phần còn thiếu. Trường hợp số bổ sung dự toán trong năm 2021 thừa, Bộ sẽ kiến nghị thu hồi nộp trả ngân sách nhà nước theo quy định. Ngày 29 tháng 12 năm 2021, Bộ Y tế nhận được công văn số 1220 của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam báo cáo tình hình hoạt động của Bệnh viện Tuệ Tĩnh. Đề nghị Bộ Y tế đề xuất với Bộ Tài chính, trình Chính phủ sớm có quyết định bổ sung ngân sách hỗ trợ bệnh viện để chi trả tiền lương cho viên chức người lao động. Đồng thời, cho ý kiến về việc học viện cho bệnh viện vay tạm ứng từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp kết dư của học viện để bệnh viện chi trả tiền lương phụ cấp tháng 12 năm 2021 cho viên chức người lao động. Để tạo điều kiện cho bệnh viện có kinh phí duy trì hoạt động và để bảo đảm quyền lợi của người lao động, Bộ Y tế đề nghị Bộ Tài chính xem xét và sớm trình Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ bệnh viện 10,2 tỷ đồng để hỗ trợ chi lương, chi hoạt động thường xuyên cho bệnh viện. Đồng thời, cũng xem xét và cho ý kiến về việc học viện cho bệnh viện vay tạm ứng từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp kết dư của học viện để bệnh viện chi trả tiền lương, phụ cấp còn nợ cho viên chức, người lao động. Điều này nhằm tránh trường hợp người lao động tiếp tục đòi quyền lợi gây bất ổn cho đơn vị trong thời gian chờ đợi Bộ Tài chính có ý kiến về việc hỗ trợ bệnh viện chi lương và hoạt động thường xuyên. Theo báo cáo, bệnh viện còn nợ 50% lương của viên chức người lao động từ tháng 5 năm 2021 đến nay. Trước đó, chiều ngày 11-12 tháng 1, hơn 40 cán bộ viên chức người lao động Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã xuống đường cùng với băng rôn nhằm gây sức ép để bệnh viện trả khoản lương đã nợ suốt 8 tháng qua. Nhiều cán bộ viên chức tham gia xuống đường đòi lương chia sẻ. Bước đường cùng họ mới phải làm như vậy. Suốt 8 tháng nợ lương, chi phí sinh hoạt hàng tháng không đủ. Không ít cán bộ viên chức phải vay mượn khắp nơi để chi trả sinh hoạt phí, lao động ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập.